Hạ Quý thân mến, nhớ mãi lần em chia tay mối tình đầu. Chính chị là người đầu tiên xuất hiện và an ủi em. Điều này thật sự khiến em hiểu rằng bạn trai có thể thay đổi, nhưng chị em tốt thì không. Yêu chị. Đây đây đây. Trời ơi. Ngày trọng đại mà phải chuẩn bị đâu đó cho nó đàng hoàng kỹ càng. Uống đỡ nha chị. Công nhận ha. Chị chuẩn bị chu đáo ghê ha. Chứ sao, trời đất ơi, hội chị em của chị mà. Ủa mà chị, bữa nay chuẩn bị chu đáo vậy? Sao không kêu mọi người tới luôn đi? Lỡ như rồi thiếu một người hay là họ không tới là coi như mình chuẩn bị công tóc là không có trọn vẹn bữa tiệc rồi. Yên tâm, bạn của chị sẽ không bao giờ biến mất, hiểu không? Trời ơi, bạn của chị biết mà. Chỉ cần một người trong hội có chuyện thì tất cả sẽ tự động có mặt. Chị rất là thích những cái cuộc gặp mặt mà đầy đủ tất cả mọi người như vậy. Cảm giác mình được ôn chuyện xưa á. Để kể chuyện xưa cho nghe. Hồi xưa trong nhóm đó, bà nội kia kìa. Cái chị mà đó hai cục tóc băng đôi nè, biết không? Biết. Bạn chị em biết tên hết không? Không, biết mặt hết. Cái bà mà hay buộc băng đô đây nè, là Ngọc Hân. Mà Ngọc Hân hồi trước á chưa có nổi tiếng như bây giờ, chưa có được là nhà thiết kế mà mọi người biết tới. May mắn tham gia một cuộc thi mà lúc đâu có tiền mà đi thi. Đó, nguyên một đám tụi chị hùng tiền lại, đưa tiền cho bà đi thi, mua vải, mua vóc, rồi thiết kế nguyên một đám nhào vô phụ. Tuy là chị không có đạt giải cao trong cuộc thi đó, nhưng mà qua cuộc thi đó mọi người biết tới chị hơn, nhiều show hơn. Kể câu chuyện này giống như đập mặt mình đó trời. Bạn mình á thì nó lừa lọc mình, nó trốn mình, còn bạn bè của bà có gì cái tương phụng nhau chứ sao. Ủa rồi cuối cùng là người ta có trả tiền lại cho chị không? Sao em bởi thế không? Tiền bạc quá mức, sao em không nhìn vào giá trị nhân văn của cái câu chuyện đó, ý nghĩa của câu chuyện đó là sao? Là bạn bè yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải hả là trả tiền. Mà đương nhiên, tiền mượn thì phải trả chứ. Trời nói tưởng sao cuối cùng tiền cũng phải trả, nó quan trọng lắm nha. Mà nói chung á là bây giờ sống là phải thực tế, thấy không? Bây giờ không thực tế là chết à. Thôi bây giờ việc quan trọng bây giờ nè, cần làm nè, đứng lên đi vô dọn dẹp cho tôi. Trời ơi, nhanh lên, nó hư cái áo người ta mới mua mà. Từ từ tao vô chuẩn bị bánh kem chứ. Làm sao mà không có mặt được khi Khánh Ngọc ra tay. Coi như bữa nay mình hứa mình có ước mơ với nhau đi, bữa nay buổi tiệc coi như tiệc sinh nhật chung đi, mình ước mơ mình có nhiều tiền mình đi thăm hoàng quyến bên nước ngoài được, chịu không? Được. Vậy là mình sẽ quyết tâm là 10 năm, 10 năm lâu quá ha, 1 năm thôi ha. Năm sau mình đi, một ngày gần nhất mình sẽ đi thăm hoàng quyến.